Xin chào toàn thể anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về ít mấy cái dòng dây tín hiệu 3.5 ra 2AV được bên em thi công từ cái dây ADE và cái đầu rắc 3.5 ria sâu và rắc AV Kimber. Cái dây này thì cái đợt vừa rồi thì bên em thi công toàn bằng cái rắc muon thôi, cho nên là giá của nó là 500.000, nhưng mà hôm qua bên em có soạn ra được còn dư 4 cái rắc 3.5 ria sâu này này, các bạn nhìn chưa, 4 cái rắc này thì bên em đấu vào để cho nó đỡ phí. Dây thì vẫn là dây ADE thôi, dây bạc Đức 4 lõi, rắc AV là rắc AV Kimber, còn rắc 3.5 này chính hãng ria sâu. Thì dây này bên em thi công có chiều dài là 2 mét các bác nhé, và bên em bán là 350 một sợi. Đấy. Cái dây này bên em vẫn đang thi công bằng cái đầu rắc muon thì nó có giá là như em nói vậy đấy, có giá là 500.000. Còn cái này thì có giá là 350 các bác nhá. Đây dây 500.000 đây. Đây 500.000 đây. Dây mụn rắc muon thì là 500.000. Các bác nhìn này. 500.000 một sợi, dài có chiều dài là 2 mét. Còn đây có giá là 350 các bác nhá, tùy anh em lựa chọn thôi. Đây này, dây đều có chiều dài là 2 mét hết. Đây này, bên em có tổng cộng là có 4 sợi này, các bác nhìn này, 1 2 3 4 này, bên em để gọn vào đây. Những cái dòng dây này thì thi công thì cũng thoải mái, nhưng mà cái hiện tại cái đầu rắc thì nó không có về nữa. Có nghĩa từ giờ cuối năm là nó không về nữa, phải đợi sang năm thì mới tính tiếp. Đây. Tiếp theo là cái dây đồng bạc Pháp Riu, hôm qua bên em quay rồi nhưng mà hôm qua quay vội thì cũng không có tước lõi cho anh em xem. Đồng đồng Pháp Riu này thì lõi nó 3 ly này các bác, nhưng mà các bác để ý này là nó có cả sợi tơ này. Sợi tơ các bác nhìn chưa? Và ở giữa nó có sợi cứng đây này. Đấy, 1 2 3 mấy sợi cứng này. Các bác nhìn lõi chưa? Các sợi tơ thì nó quấn xung quanh cái sợi cứng ở giữa. Và lưu ý là lõi là 3 ly. 3 ly ở đây có nghĩa là mỗi cái sợi nhà này. Đây, bên này 3 ly này, bên này 3 ly các bác nhé. Chứ không phải là chụm hai cái vào là 3 ly đâu. Bên này 3 ly, bên này 3 ly. Đấy thì em đã giải thích rõ cho. Hôm nay thì có hai bác hỏi cái vấn đề đấy, mình thấy lạ. Một bác bảo là lõi 3 ly là mỗi bên hay là gộp hai cái vào. Thì mình giải thích thì bác thì ok. Còn có một bác thì cứ cãi và là thông số nó 3 ly thì sẽ phải tất tất nguyên cái sợi này thì là chụm hai cái này vào thì mới bảo là 3 ly chứ. Đấy không phải các bác nhé, lõi 3 ly ở từng cái này, đây này, cọc dương này 3 ly này, cọc âm này 3 ly, các bác nhé, thông số của nó đây. Đấy, nói rõ như vậy không là có, coi vậy thôi mà cũng có mấy bác hỏi cái vấn đề ấy ở đấy, thì bên em giải thích rõ. Lõi đồng Recopper TDC 300 các bác có thể gõ trên mạng tham khảo cái mã này, đây này, đây, 3 ly đấy các bác nhé, đây. Các mình 3.00 chưa? Đấy. Dây này bên em bán là 120.000 một mét, giá đang rất là tốt cho anh em. Các bác nhé, 120.000 một mét thôi. Dây rất là đẹp và còn rất là mới bởi vì bên em lấy về nó nguyên du lô như này. Nhà các bác bỏ tiền ra chơi cái dây này rất là đáng bởi vì nó bây giờ cái giá thành nó rất là tốt. Ngày trước nó 170, 180 cơ. Bây giờ có 120. Mới kể là dây nó đẹp nữa. Cái dây Canon đực cái này, cái dây Canon đực cái BDA, dây Canon đực cái của thằng quên mẹ tên rồi, cái gì nhỉ, Madison, đây Madison các bác nhé. Cái dây này thì bên em thi công có chiều dài là 1 mét ở vế, lõi bạc 8L Madison. Audio Lab này, các bạn nhìn chưa? Performance 8L Interconnect Copper này. Này. Dây Canon được cái thì một cặp nó có chiều dài là 1 mét ở vế. Và cái dây này bên em bán là 960.000 một cặp thôi nhé.
960.000 một cặp anh em nhé. Dây dài là một mét mỗi vế. Còn cái đây cái dây bạc, dây Đức Ô Bách này, một bộ này có chiều dài là 1 mét này, 430.000. Dây này đang ra lò rất là nhiều, cứ thi công, bên em đang thi công rất là nhiều, bởi vì sang năm ấy, sang năm tới này, là từ lịch âm đổ ly là cháu em là nó cũng bắt đầu thực tập rồi, này có nghĩa là sẽ ít sang đây làm, và cũng sẽ phải bây giờ làm chuẩn bị từ bây giờ. Lúc đấy thì mình không làm xẻ được, chuẩn bị từ bây giờ thì nó sẽ ok hơn, thì những cái dây dợ thì mình sẽ đỡ phải làm, chỉ có đóng hàng thôi. Này. Thì bây giờ cứ hàn thi công thật nhiều để sẵn đấy. Đây, ô bách dây rất là mềm, ô bách là Germany Interconnect NF1, thi công bằng jacky bơ này các bác nhé. 430.000 một bộ như này, dài 1 mét. Còn nếu mà dài 50 cm thì có giá là 280.000 các bác nhé. Hôm nay thì bên em lên sóng này thôi, chủ yếu là lên cái dòng 3.5 này thôi này, mới ra lò, bởi vì mấy cái dây này bên em cũng quay quay đi quay lại một hai lần rồi. Mọi chi tiết thì nhu cầu cứ số điện thoại của em đây, bên em sẽ ship hàng toàn quốc nhé. Xin kính chào tất cả mọi người.